chương 701, thần ghen viên mãn hàn sâm cầm trong tay cẩn thận vuốt vuốt quả nhiên nếu chỉ nhìn từ bên ngoài căn bản không nhìn ra có gì khác nhau giống trứng mang nghĩ thông thường như đúc không có một chút đặc thù nào hàn sâm thử lấy tay vuốt một cái quả trứng mang nghĩ này giống như là một quả bóng cao su vậy chỉ hơi hơi lõm xuống dưới một chút sau đó lại căng tròn trở lại vậy mà không bị hàn sâm bóc vỡ quả nhiên không phải là phàm vật hàn sâm vô cùng mừng rỡ cẩn thận thu quả trứng này vào tiếp tục dùng khí tràng tìm tòi trong động Cuối cùng Hàn Sâm lại tìm được thêm 6 quả trứng mang nghĩ cấp thần huyết, mà trứng siêu cấp thần huyết cũng chỉ có một quả như vậy, nhưng mà thu hoạch như vậy đã để cho Hàn Sâm rất hài lòng, nhìn thoáng qua xuyên sơn giáp đang ở chỗ này vừa tìm vừa ăn, Hàn Sâm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn buông tha ý nghĩ săn giết nó, còn xuyên sơn giáp này có gì đó quái lạ, Hàn Sâm không nắm chắc có thể dùng một mũi tên bắn chết nó, nếu như gây ra động tĩnh gì, lại để cho con kiến vương ở bên ngoài trở về, dùng trạng thái hư nhược hiện tại của Hàn Sâm, chỉ sợ là ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, triệu hồi tuyết cơ ra, hai người mỗi người một cái túi, lại đựng thêm không ít trứng ma nghĩ rồi mới lại từ trong cái hang động mà xuyên sơn giáp đảo già kia chui ra ngoài thận trọng chạy ra ngoài hang đá kiến vương vẫn đang chiến đấu kịch liệt với tiểu thiên sứ các bạn không hề chú ý tới bọn họ hàn sâm về tới đường hầm lúc này mới chú ý tới tình huống của tiểu thiên sứ cùng kiến vương tiểu thiên sứ không gây thương tổn được cho kiến vương kiến vương cũng không làm gì được tiểu thiên sứ thật nhìn thì tái chiến tiếp cũng không có kết quả gì hàn sâm không do dự nữa theo đường cũ lui về sau khi đi xa một chút liền ra lệnh cho tiểu thiên sứ để cho cô lui về không tiếp tục dây dưa cùng con kiến vương kiến nữa loại sinh vật có quái lực vô cùng giống như vậy sắp sắc trên người lại cứng rắn hơn nữa năng lực hồi phục cực mạnh, nếu muốn giết nó thật sự là quá khó khăn, có chiến tiếp cũng không có kết quả, dù sao cũng đã lấy được một quả chứng kiến vương, thu hoạch cũng không kém hơn săn giết một con kiến vương siêu cấp thần huyết, không cần phải dây dưa nữa, sau khi đi ra khỏi khe nứt trên núi đá, Hàn Sâm lập tức triệu hoán ra cánh, mang theo tất cả chứng lợi phẩm bay đi, con kiến vương kia sau khi quay đầu lại không thấy chứng của nó nữa, có trời mới biết nó sẽ gây ra chuyện gì, nói không chừng sẽ trở thành sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu chân chính, khi đó càng kinh khủng hơn rồi, hí Hàn Sâm đã bay ra ngoài mấy dặm đường, lại đột nhiên nghe được một luồng sóng âm cao tần khuếch tán ra, khiến cho màng nghĩ của hắn đều bị chấn động ông ông, giống như là bị kim đâm vào vậy, xem ra là con kiến vương kia đã phát hiện ra chứng của nó bị trộm đi, Hàn Sâm không dám dừng lại, một đường bay thẳng ra ngoài ma quỷ sơn mạch, thu hoạch lần này cực lớn, Hàn Sâm định trước tiên đem chiến lợi phẩm trở về đã rồi nói sau, miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, về việc trước đó Hàn Sâm chuẩn bị đi tìm con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, lần sau lại đi tìm nó cũng không muộn. Lúc này đây Hàn Sâm tổng cộng đã lấy được 23 con địa để ma nghĩ cấp thần huyết, chứng ma nghĩ cấp thần huyết có 7 quả, đoán chừng nguyên bản Hàn là còn có thêm nữa, nhưng mà đã bị con xuyên sơn giáp kia ăn đi một ít rồi còn có hai túi trứng ma nghĩ, cấp nguyên thủy cùng cấp biến dị hỗn hợp lại cùng nhau, tổng cộng có hơn 900 quả. Sau khi trở lại thủy tinh cung, Hàn Sâm lập tức đem quả trứng vương kia bày lên trên bàn thủy tinh, hai tay nắm xích diễm bạo long đột, một đòn độc long toàn từ bên trên đâm xuống dưới. Mặc dù quả trứng vương này cứng cỏi, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là một quả trứng mà thôi, không khủng bố giống như giáp xác của kiến vương, lập tức bị mũi nhọn xoay tròn đâm thủng. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết điện để ma nghĩ ấu sinh thể, đạt được thú hồn điện để mang nghĩ, có thể ăn thịt, ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm hơi ngẩn người, bên trong nhắc nhở cũng không nhắc tới gen sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa quả trứng vương này cũng chỉ lớn như vậy, xem xét cũng biết bên trong không có gen sinh mệnh tinh hoa, xem ra là quả trứng này còn chưa ngưng kết ra gen sinh mệnh tinh hoa, nói như vậy thì mình có thể ăn nó rồi. Hàn Sâm lấy quả trứng vương đã bị đâm rách từ trên mũi nhọn xuống, thử cắn, kết quả cũng không hề cứng cỏi giống như trong tưởng tượng của hắn, chất thịt bên trong vẫn rất non mềm, không biết có phải là giống như thánh cốt tượng hay không, sau khi chết thì thịt sẽ không cứng cỏi như cũ nữa. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ, cũng không chờ tới lúc chế biến đó thành thức ăn, trực tiếp bỏ quả trứng vương này vào trong miệng nhai, ăn địa để mang nghĩ ấu thể, siêu cấp thần ghen cộng một, một luồng lực lượng kỳ quái từ trong bụng quét tán ra, khiến cho toàn thân Hàn Sâm đều có một chút cảm giác tê dại, máu thịt cũng theo đó mà run dày, giống như có một loại lực lượng nào đó làm cho tế bào trở nên sống động hơn, không ngừng trao đổi chất. Cuối cùng sau khi ăn hết một quả trứng vương, Hàn Sâm đã lấy được 7 điểm siêu cấp thần ghen, hơn nữa làn da của Hàn Sâm cũng trở nên càng óng ánh sáng long lanh, cảm giác trắng hồng như lòng trắng trứng, giống như thoáng cái đã trẻ hơn rất nhiều, làn da tràn đầy thanh xuân sáng bóng bởi vì không biết lúc nào thì những quả trứng kiến này sẽ nở ra, cho nên Hàn Sâm chuẩn bị ăn hết trước rồi nói, bảy quả trứng cấp thần huyết thì Hàn Sâm dự định để chính mình ăn, còn dư lại sẽ trực tiếp mở một tối tiệc nướng. Hiện tại Hàn Sâm cũng không nóng nảy nữa, gọi Linh, Tiểu Thiên sứ, Tuyết Cơ, Âm Dương Công chúa cùng Tiểu Ngân Ngân đi qua, mở một bữa tiệc nướng. Hàn Sâm cầm một tám trứng mang nghĩ nướng trên ngọn lửa, nhưng mà sáu viên lần này Hàn nướng, toàn bộ đều là trứng mang nghĩ cấp thần huyết. Lúc nướng bên trên ngọn lửa, dầu xì xì không ngừng bốc lên, mùi thơm lập tức bay ra khắp nơi, săn giết sinh vật thần huyết địa để mang nghĩ đạt được thú hồn địa để mang nghĩ ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần ghen âm thanh săn giết liên tục vang lên trong đầu hàn sâm ở lần vang lên thứ năm hàn sâm rốt cục đã lấy được một cái thú hồn mang nghĩ hàn sâm hài lòng lấy ra gia vị rác lên trên trứng mang nghĩ đang ứa ra dầu lập tức mùi thơm bay ra bốn phía hàn sâm một miếng ăn một quả trứng mang nghĩ đã nương chín lập tức miệng đầy thơm ngát trong miệng tràn đầy mùi thơm ăn địa để mang nghĩ ấu sinh thể thần ghen cộng một âm thanh thần ghen gia tăng không ngừng vang lên trong đầu để cho hàn sâm cười tới mắt đều đã hít lại thần ghen viên mãn ta tới đây hàn sâm từng miếng từng miếng nước trứng nướng xuống sau khi toàn bộ 6 quả trứng mang nghĩ bị Hàn Sâm ăn xong, Hàn Sâm vẫn còn thiếu 8 điểm thần ghen nữa, nhưng mà điều này cũng không có ảnh hưởng gì, Hàn Sâm lại lấy mấy con địa để mang nghĩ cấp thần huyết rồi lột sắc đẹp nướng. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Thiên Sứ đều bu lại, bọn nó đều là nhân vật kén chọn, hiển nhiên đối với thịt cấp thần huyết này càng có hứng thú hơn, Hàn Sâm cũng không keo kiệt, phân ra một bộ phận cho bọn nó, cũng cho linh một chút ít, một đám người tiếp tục bữa tiệc nướng, toàn bộ thủy tinh cung đều tràn ngập mùi thịt nướng, ăn thịt địa để ma nghĩ, thần ghen cộng một. Lúc Hàn Sâm ăn tới con ma nghĩ nướng thứ tư, cốt cục nghe được tiếng nhắc nhở một điểm thần ghen cuối cùng gia tăng, cuối cùng thần ghen cũng đã viên mãn, Hàn Sâm thở dài một hơi, trong lòng vô cùng vui thích. Chương 702, thú hồn nhĩ vương Hàn Sâm, siêu thần thể đi linh, cấp độ, tiến hóa giả thọ nguyên, 300, yêu cầu để thần thể tiến hóa, ghen, ghen có được, ghen trụ cột 100, ghen nguyên thủy 100, ghen biến dị 100, thần ghen 100, siêu cấp thần ghen 17, Hàn Sâm một quyền đánh lên mái kiểm tra, con số hiển thị trên máy lập tức hiện ra 217.6587. Điều này đại biểu cho tố chất lực lượng của Hàn Sâm đã đạt đến hơn 200, đây là tố chất thân thể trụ của thuần túy, không có bất kỳ phụ gia nào nhân loại mạnh nhất ở không gian thứ hai thí hộ sở, tối đa cũng chỉ ở trong khoảng 150. Số liệu này của Hàn Sâm đã có chút quá dọa người, mặc dù chỉ là kiểm tra ở mức độ đơn giản, nhưng mà lại khiến cho Hàn Sâm hết sức thỏa mãn, nếu như tính không sai, lúc siêu cấp thần gen của hắn toàn mãn, có lẽ là tố chất thân thể sẽ có thể đạt tới 300 điểm thiên nhân, hoàn toàn có thể một mình chính diện chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể chân chính chính diện chống lại, nhưng mà đã có được năng lực phản kích nhất định, không đến mức bị triệt để nghiền ép giống như người bình thường. Từ trong đại sảnh kiểm tra đi ra, đúng lúc là thời điểm ăn cơm trưa, Hàn Sâm vốn có ý định hẹn Yên Nhiên cùng một chỗ ăn cơm trưa, nhưng mà Kỳ Yên Nhiên lại có công tác đã đi ra ngoài căn cứ, Hàn Sâm chỉ có thể một người đi tới nhà ăn. Hàn Sâm bưng một phần cơm trưa vừa ngồi xuống, lại nhìn thấy An đi bưng đĩa cơm đi tới, vậy mà trực tiếp ngồi xuống đối diện với hắn, cậu thật sự không tham gia thần chiến à? An nhìn Hàn Sâm hỏi, không tham gia. Hàn Sâm lắc đầu nói, vì sao? An Nhi nhíu mày hỏi, dưới cái nhìn của cô ta, Hàn Sâm có được sùng vật siêu cấp thần huyết, hoàn toàn có cơ hội giết vào danh sách thập đại thần tử, tranh thủ vinh quang cho nhân loại. Lực lượng của sùng vật dù sao cũng chỉ là của sùng vật. Hàn Sâm chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu, cho dù là như thế, cậu cũng có cơ hội. An còn nói thêm, Hàn Sâm lại cười cười, đó chính là chiến trường chân chính, không phải chỗ chơi đùa. Tôi không thể đem tính mạng của mình đi mạo hiểm. An Nhi nhìn Hàn Sâm, không nói gì nữa, bước đĩa lên đi chỗ khác. Hàn Sâm biết có rất nhiều người đều hy vọng hắn có thể tham gia chỉ là hắn thật sự là không có biện pháp nào tham gia nếu hắn bại lộ ra chuyện đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa toàn bộ liên minh đều sẽ đòi hắn một cái đáp án thì ra cùng tuần ra cũng không bảo vệ được hắn hơn nữa cũng không thể bởi vì chuyện này mà bảo vệ hắn việc quan hệ tới cả nhân loại không ai dám bảo vệ hắn thậm chí sẽ cùng một chỗ tạo áp lực cho hắn cho nên hàn sâm cũng chỉ có thể dùng thân phận của kim tệ để dự thi cho dù toàn bộ liên minh đều biết kim tệ hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa nhưng mà cũng không có ai biết kim tệ là ai bọn họ muốn ra tay cũng không có cơ hội nhân loại ở trong không gian thứ hai tí hộ sở rõ ràng là đã có rất nhiều có thể nói là trong số những tí hộ sở lớn nhân loại chiếm nhiều tí hộ sở nhất nhưng mà nhân loại cho tới thời điểm này vẫn không lên được sân khấu cao cấp nhất ở không gian thứ hai tí hộ sở nhiều người hy vọng có người đánh vỡ cục diện này cũng có thể hiểu được hàn sâm âm thầm suy nghĩ cảm thấy có lẽ ở trong thần chiến nên hết sức đánh cuộc một lần lấy được một vị trí thần tử cho những người khác một chút ủng hộ và hy vọng chỉ có điều ở dưới tình huống không thể sử dụng tiểu thiên sứ cùng xích diễm bạo long đột tỷ lệ hàn sâm có thể đánh bại siêu cấp dị linh sẽ không cao hơn ba thành hơn nữa tỷ số ba thành thắng lợi này vẫn là bởi vì hàn sâm vừa mới lấy được thú hồn kiến vương siêu cấp thần huyết thú hồn địa để mang nghĩ siêu cấp thần huyết loại hình áo giáp Áo giáp thú hồn siêu cấp thần huyết, lực phòng ngự hết sức kinh người, đây mới là tiền vốn để Hàn Sâm có thể chống lại siêu cấp dị linh, hơn nữa Hàn Sâm còn mô phòng khí tức lưu chuyển của kiến vương, khí tức lưu chuyển kia cùng phối hợp với áo giáp kiến vương, không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự của áo giáp, còn có được năng lực hồi phục cực mạnh, còn có thể tăng cường một bộ vận lực lượng, là một môn khí tức lưu chuyển vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là dưới sự phối hợp với áo giáp kiến vương, quả thực chính là tiểu cường đánh không chết, trở lại gian phòng của mình, Hàn Sâm triệu hoán ra áo giáp kiến vương, áo giáp màu tím lập tức bao phủ toàn thân cao thấp Hàn Sâm lại thật chặt, hai chân thon dài cường tráng hữu lực bắp thịt trên lồng ngực cùng cánh tay tràn ngập tính chất bạo tạc, bụng dưới cùng eo rắn chắc hữu lực, được áo giáp màu tím đen bọc vào, lộ ra vẻ hùng tráng mà mạnh mẽ, cơ hồ giống như là ma vương từ trong địa ngục quốc gia. Khí tức lưu chuyển của ma nghĩ vận chuyển, áo giáp kiến vương ở bên trong khí tức lưu chuyển kia trở nên đậm màu hơn, từ màu tím sáng trở thành màu tím đậm, cảm giác càng thêm khó khí chất. Hàn Sâm xem phải xem trái, càng xem càng thỏa mãn. Cái áo giáp siêu cấp thần huyết này để cho hắn có tự tin tranh cao thấp một hồi với siêu cấp dị linh, cho dù đánh không lại, ít nhất cũng sẽ không dễ dàng mất mạng. Thu hồi áo giáp kiến vương, Hàn Sâm đốt tinh thể màu đen cho nó, thời gian còn lại vẫn rất sung túc có thể trước khi thần chiến diễn ra để cho nó tiến hóa thành áo giáp siêu cấp thần huyết bạo tàu như vậy tiền vốn của hàn sâm lại cao hơn một chút đoạn thời gian còn lại hàn sâm không tiếp tục đi ra ngoài săn giết dị sinh vật nữa lợi dụng khoảng thời gian này hắn muốn đi học một ít quyền cước kỹ pháp tương đối mạnh mẽ xích diễm bạo long đồ cùng khổng tức liên nỗ khẳng định là không thể dùng mặc dù song vi kiếm pháp cũng lợi hại nhưng mà muốn dùng kiếm thần huyết bạo tàu để đánh thắng chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy ít nhất thì song vi kiếm pháp của hàn sâm không đánh lại tiểu thiên sứ đương nhiên chủ yếu là thanh đại kiếm trong tay tiểu thiên sứ chém lên trên thân ngân xà kiếm và cổ thần kiếm của hàn sâm lập tức liền chém ra một cái lỗ hồng nếu như cô thật sự sử dụng toàn lực nói không chừng có thể chém gãy ngân xà kiếm cùng cổ thần kiếm cho nên hàn sâm cũng không mong đợi có thể dùng song vi kiếm pháp đánh bại siêu cấp dị linh thời điểm mấu chốt quyền cước của mình mới là thứ đáng tin nhất long tượng quyền kích chỉ có thể tăng cường lực lượng cũng không phải là kỹ xảo quyền pháp trong số công phu quyền cước mà hàn sâm biết cũng chỉ có lôi quang đao cùng thất tuyệt sát sau khi đăng nhập thánh đường chuyên khu quân đội hàn sâm từ bên trong tìm kiếm quyền pháp thích hợp với mình thế nhưng mà nhìn tới nhìn lui đều không có loại võ học nào thích hợp với hắn siêu hài cơ nhân thuật ở trong thánh đường cũng chỉ có cấp độ s cho người bình thường mà thôi nhưng mà bí pháp chân chính vẫn là bị nắm giữ ở trong tay rất ít người cũng không được công bố bán ra muốn học được quyền pháp có thể đối kháng với siêu cấp dị linh chỉ sợ ở chỗ này rất khó kiếm được hàn sâm nhìn tất cả siêu hài cơ nhân thuật quyền cước cấp độ s một lần cuối cùng cũng không phát hiện ra thứ nào khiến hắn hài lòng kỳ thật cũng không phải những võ học tiến hóa giả cấp độ s đầy yếu mà là ánh mắt của hắn hiện tại quá cao động một chút chính là dịch thiên thuật cùng kinh thiên thất chết kết hợp thành vi thiên thuật các thứ võ kỹ bình thường hắn sao có thể để vào trong mắt rơi vào đường cùng hàn sâm lại đi tới khu bình thường của thánh đường nhìn thử nhưng mà hắn cũng không ông hy vọng quá lớn liền chuyên khu của quân đội đều tìm không thấy chỉ sợ ở khu bình thường đại chúng càng thêm vô vọng nhưng sau khi nhìn trong chốc lát lại có một môn quyền pháp hấp dẫn sự chú ý của hàn sâm đó là một môn siêu hạch cơ nhân thuật tên là đại lôi âm quyền căn cứ theo giới thiệu nói quyền pháp này luyện đến cực điểm có thể vượt qua tốc độ âm thanh nhưng mà yêu cầu đối với tố chất thân thể có chút quá cao mặc dù được phân loại là võ học cho tiến hóa giả nhưng mà trên thực tế cần tố chất thân thể tiếp cận thiên nhân mới có thể luyện thành nếu không phải dùng thể chất lôi hệ tu luyện mới là tốt nhất. Chương 703, Quyền kỹ sau khi Hàn Sâm nhìn kỹ liền cực kỳ ưa thích môn đại lôi âm quyền này, mặc dù hắn không có thể chất lôi hệ, nhưng mà hắn hoàn toàn có thể mô phỏng ra khí tức lưu truyền của tiểu ngân ngân, đem khí tức của mình hóa thành lôi hệ. Dĩ nhiên có thể sử dụng môn đại lôi âm quyền uy lực vô cùng lớn này, Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy khả quan, nhưng mà Hàn Sâm không dám mua ở thánh đường, nếu như hắn ở trên thần chiến dùng đại lôi âm quyền, người khác nhất định sẽ đi thăm dò xem là ai đã mua đại lôi âm quyền, mặc dù dưới tình huống bình thường căn cứ theo dự luật bảo hộ của liên minh là không thể nào từ trong trí não điều xuất ra tư liệu nhưng mà việc cẩn thận hàn sâm vẫn đi trưng cầu ý kiến của lý luân trước người này ngay cả hệ thống mạng của quân đội đều có thể xâm nhập có lẽ sẽ có chút đề nghị tốt đương nhiên hàn sâm sẽ không nói mình muốn mua đại lôi âm quyền chỉ nói là nếu như mình muốn lên chợ đen mua đồ như vậy thì làm như thế nào mới không bị người truy xét ra được lý luân cặn kẽ giải thích kiến thức về phương diện này hơn nữa còn dạy hàn sâm một ít phương pháp tương đối đơn giản hữu hiệu hàn sâm tra xét mấy nơi theo lời lý luân quả thật đều là chỗ giao dịch chợ đen nhưng mà muốn mua đồ ở đó lại tồn tại rất nhiều nguy hiểm không có bất kỳ bảo đảm nào không ai có thể bảo chứng rằng đối phương thật sự sẽ gửi thứ đó tới cho mình mà giá tiền cũng không có bất kỳ bảo đảm nào hơn nữa chợ đen không ủng hộ giao dịch trực tiếp nguy hiểm của chuyện này rất lớn hàn sâm rất mau đã bỏ đi ý định mua đồ ở trên chợ đen lại đi tới khu giao dịch tự do nhìn xem nơi đó có một số người bán đồ second hand trong đó cũng có không ít siêu hạch cơ nhân thuật cùng dịch ghen hàn sâm tìm tòi đại lôi âm quyền kết quả tìm kiếm là không cũng không có người bán ra đại lôi âm quyền second hand sau đó lại dùng siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ với tư cách là mục tiêu tìm tòi cũng tìm ra không ít kết quả có không ít người bán ra siêu hài cơ nhân thuật cùng dịch gen second hand nhưng mà những loại siêu hài cơ nhân thuật này nếu quả như thật sự muốn mua sẽ có hai vấn đề rất quan trọng một là đối phương phục chế ra siêu hài cơ nhân thuật có phải là nguyên vẹn chân thật hay không thứ hai chính là dịch gen mà họ đưa ra có phải là xứng đôi với môn siêu hài cơ nhân thuật này hay không vũng nước này rất sâu người bình thường rất dễ bị mắc lừa bởi vì không có bảo đảm chính thức cho nên mua sắm ở những chỗ đó yêu cầu nhãn được rất cao nhưng mà mua ở chỗ này chỉ cần có thao tác thỏa đáng trên cơ bản thì không ai tra ra xuất xứ của đồ vật từ nơi nào đến chỉ cần dựa theo phương pháp xử lý mà Lý Luân dạy, không khó để thần không biết quỷ không hay lấy được bí tịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình phải đoán được những đồ đó là thật hay giả. Về phần thanh toán tiền hàng thì cũng rất dễ dàng. Đáng tiếc là ở bên trong khu giao dịch tự do, Hàn Sâm cũng không tìm được đại lôi âm quyền, nhưng mà cũng có một môn siêu hải cơ nhân thuật khác hấp dẫn sự chú ý của Hàn Sâm. Có người bán ra một môn siêu hải cơ nhân thuật tên là đại luân bảo tượng quyền, cũng đưa tới sự chú ý của Hàn Sâm. Kỳ thật môn đại luân bảo tượng quyền này trước kia Hàn Sâm đã nghe nói qua, truyền thuyết là nó có nguồn gốc từ một bộ bí kinh tàn quyền ở thời đại viễn cổ, căn cứ theo bí kinh kia ghi lại người của thời đại kia cho rằng thế giới vốn được xây dựng ở trên lưng một con voi lớn bảo tượng là căn bản của vạn vật đại luân thì có ngụ ý là thời gian cùng không gian luân hồi mặc dù chỉ là thần thoại nhưng mà bí kinh tàn quyền này ghi lại một ít võ học lại vô cùng thâm ảo nhưng đáng tiếc là đã tổn thất quá nhiều bộ phận bộ phận tương đối hoàn chỉnh nhất trong đó chính là môn đại luân bảo tượng quyền này tuy nhiên sau khi cải biên mặc dù đã chế biến ra dịch khen chuyên chúc bổ sung cho sự thiếu hụt của nhân thể nhưng mà người có thể luyện thành đại luân bảo tượng quyền vẫn chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay hơn nữa uy lực còn nhỏ hơn dự tính rất nhiều về sau có người nghiên cứu tàn quyền kia hình như nói là chỉ có huyết mạch tượng thần mới có thể chính thức tu luyện thành đại luân bảo tượng quyền về sau sửa đổi dịch gen chuyên trúc gia nhập một ít tinh túy chất lọc từ trên thân sinh vật loại tượng mặc dù giúp cho đa số người có thể tu luyện thành công đại luân bảo tượng quyền nhưng mà uy lực cùng trình độ huyền ảo của nó lại có tranh lệch rất lớn hiện nay đại luân bảo tượng quyền đã đã rơi vào khu vực cấp độ a của thánh đường liền cấp độ đều không xuống nổi. Nhưng mà bởi vì đại luân bảo tượng quyền có nhiều chỗ tốt đối với cường tráng gân cốt huyết mạch, ở phương diện này không hề kém hơn rất nhiều loại siêu hài cơ nhân thuật cấp độ, do đó cũng được rất nhiều người không muốn nổi siêu hài cơ nhân thuật cấp độ lấy ra đặt làm nền bóng thủ luyện. Trong lòng hàn xâm lại khẽ nhúc nhích, bản thân môn đại luân bảo tượng quyền này vô cùng huyền ảo, nếu như mình mô phỏng khí tức lưu truyền của con thánh cốt tượng kia tới phối hợp, không biết có thể phát huy ra uy lực thực sự của đại luân bảo tượng quyền hay không. Nếu như có thể phát huy ra uy lực thực sự, mình mua một môn siêu hài cơ nhân thuật cấp độ A phổ biến như vậy, người khác muốn điều tra ra cũng rất khó khăn hàn sâm tham khảo phương pháp của lý luân ở một cộng đồng giả lập mua một phần đại luân bảo tượng quyền cùng một lọ dịch ghen chuyên trúc second hand loại siêu hay cơ nhân thuật cấp độ a này xem như là tương đối phổ biến bên trên internet có phương pháp để phân biệt sau khi hàn sâm cẩn thận so sánh cũng sẽ không sợ mua phải hàng giả kỳ thật môn đại luân bảo tượng quyền này quá phổ biến cho dù hàn sâm trực tiếp mua ở thánh đường cũng không có vấn đề gì nhưng mà hắn mua một món hàng second hand trở về chủ yếu là làm quen quá trình này một chút chuẩn bị cho tương lai mua lại đại nội âm quyền cuối cùng sau nhiều lần quay vòng hàn sâm mới lấy được môn đại luân bảo tượng quyền cùng dịch gen chuyên trúc của nó sau khi ở trên internet cẩn thận so sánh xác định là đại luân bảo tượng quyền cùng dịch gen chuyên trúc chân chính không thể nghi ngờ cùng ngày hàn sâm liền sử dụng dịch gen bắt đầu luyện tập đại luân bảo tượng quyền đồng thời thử dùng khí tức lưu truyền của thánh cốt tượng để phối hợp sau đó hàn sâm liền phát hiện ra một chuyện rất kỳ diệu nguyên bản hắn sử dụng khí tức lưu truyền của thánh cốt tượng lực lượng kia bình thường không thể khống chế trực tiếp một lần duy nhất bộc phát ra không hề lưu thủ một chút nào thế nhưng mà hắn dùng khí tức lưu truyền của thánh cốt tượng luyện tập đại luân bảo tượng quyền vậy mà theo thời gian có thể dần dần khống chế lực lượng giống như là hồng hoang mạnh thú kia trong lòng Hàn sâm mừng như điên nếu như hắn có thể khống chế tự nhiên khí tức lực lượng của thánh cốt tượng vậy sẽ không xuất hiện tình huống đánh một quyền liền trực tiếp vế đi kia nữa lực lượng mạnh yếu hoàn toàn do hàn sâm khống chế hoàn toàn không cần lãng phí cần bao nhiêu lực lượng thì đánh ra với nhiều lực lượng kể từ đó hàn sâm cũng không cần đi mua đại lôi âm quyền thời gian của hắn có hạn còn có hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu thần chiến hiện tại vừa vặn toàn lực lượng tập đại luân bảo tượng quyền có khí tức lưu truyền của thánh cốt tượng phối hợp đại luân bảo tượng quyền phát huy ra uy lực rất kinh người mà khí tức của thánh cốt tượng cũng bị đại luân bảo tượng quyền khống chế dưới sự phối hợp của hai thứ khiến cho uy lực không giảm mà còn tăng lên hàn sâm càng luyện tập càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió tiện tay một đòn cũng giống như là voi lớn phá núi lực lượng cuồng mạnh không có cách nào tưởng tượng hơn nữa bản thân đại luân bảo tượng quyền cũng vô cùng huyền ảo hoàn toàn không kém hơn kiếm pháp của hắn có vào phương diện còn có phần hơn mỗi ngày hàn sâm đều cùng tiểu thiên sứ đối chiến đại luân bảo tượng quyền cũng càng thêm tinh tiến mặc dù vẫn luôn không thắng chỉ bại, nhưng mà tiến bộ cực nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Ít nhất hiện tại Hàn Sâm đã có thể cùng Tiểu Thiên sứ quận nhau một chút, không giống như trước đây trực tiếp bị ngược đãi thương tích đầy mình. Thời gian hơn một tháng đảo mắt liền qua, các tí hộ sở lớn cũng đã quyết ra người đệ nhất, cuộc chiến thần tử chân chính rốt cục sắp mở ra. Chương 704, thần chiến phúc minh toàn tiến vào võ đạo trường ở trong tí hộ sở, tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn quang ảnh ở chính giữa võ đạo trường, đợi thần chiến bắt đầu mặc dù tí hộ sở hoàng tộc mà Phung minh toàn đang ở là một tí hộ sở nhân loại cỡ lớn có được mấy trăm ngàn người nhưng mà ở trong võ đạo trường lại thưa thớt không có bao nhiêu người Tí hộ sở nhân loại ở trong không gian thứ hai, nhiệt tình đối với thần chiến cũng không cao, lúc cạnh tranh vị trí đệ nhất trong nội bộ tí hộ sở của mình còn có không ít người chú ý đến đối chiến, nhưng mà thần chiến chân chính, người chú ý lại không nhiều, bởi vì rất nhiều tuyển thủ nhân loại đều sẽ trực tiếp lựa chọn đầu hàng, dù sao đều là thi đấu sinh tử, nếu như gặp phải đối thủ là dị linh hơn nữa lại tương đối mạnh mẽ, trên cơ bản đều là trực tiếp rời sân đầu hàng. dù sao tính mạng của nhân loại đều chỉ có một, không ai muốn dùng mạng đi đánh cược. đặc biệt là bên trong dị linh lại có một vài nhân vật đặc biệt mạnh mẽ, mỗi lần thần chiến đều sẽ có nhân loại bởi vì kiên trì đối chiến mà tử vong, cho nên thần chiến đối với nhân loại ở trong không gian thứ hai tí hộ sở mà nói cũng không hề hữu hảo. người xem cũng tương đối ít, không giống như thần chiến ở không gian thứ nhất tí hộ sở luôn được nhân loại tập trung chú ý, mà ngay cả các tạp chí lớn, mỗi lần tới thần chiến ở trong không gian thứ hai tí hộ sở cũng chỉ là tùy tiện đưa tin tình hình chiến đấu một chút dù sao thì cuối cùng thập đại thần tử đều là dị linh liệt kê một danh sách ra là được bình thường đến quan sát thần chiến đều là nhân vật trọng yếu của các thế lực lớn những người này có năng lực có cơ hội đánh hạ tí hộ sở dị linh cho nên thông qua thần chiến cũng có thể tìm hiểu một chút thực lực của đám dị linh về sau lúc công kích tí hộ sở dị linh cũng có thể có thêm mấy phần phần thắng sở dĩ phương minh toàn đến xem thần chiến chủ yếu vẫn là hy vọng nhìn thấy kim tệ hôm nay kim tệ đang ở trong không gian thứ hai tí hộ sở có lẽ hắn cũng sẽ tham gia thần chiến nhưng mà phương minh toàn cũng không ôm hy vọng quá lớn dù sao thời gian kim tệ tiến vào trong không gian thứ hai tí hộ sở vẫn còn quá ngắn cho dù hắn lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng khó có thành tựu dù sao nhân loại ở trong không gian thứ hai tí hộ sở vẫn còn quá yếu thế phương minh toàn phương minh toàn đang chờ đợi trận đấu bắt đầu đột nhiên nghe được có người gọi anh ta quay đầu lại nhìn lại là một người quen hoa lão tiên sinh phương minh toàn vội vàng đi tới bắt lấy tay của lão nhân trước mặt vị hoa lão tiên sinh này tên là hoa bình ở trong không gian thứ hai tí hộ sở đã hơn 100 năm có thể tính là tầng lớp tiến hóa giả tương đối sớm của nhân loại bản thân cũng là phóng viên coi như là lão tiền bối của phương minh toàn cậu có hứng thú đối với lần thần chiến này hoa bình có chút kinh ngạc nhìn phương minh toàn một người dẫn chương trình nổi tiếng chạm tay có thể bỏng trong toàn bộ liên minh hiện nay vậy mà lại cảm thấy hứng thú đối với thần chiến ở không gian thứ hai tí hộ sở có chút vượt ra ngoài ý liệu của hoa bình dù sao bản thân thần chiến cũng không có cách nào ghi lại hình ảnh tư liệu liền một tấm hình đều không chụp được chỉ có thể dùng phương thức văn tự để đưa tin hơn nữa chiến tích của nhân loại ở trong thần chiến vẫn luôn không tốt khó coi người chú ý rất ít hãng truyền thông muốn đưa những tin tức này tương đối ít huống chi là người dẫn chương trình đang hot như phương minh toàn là có chút hứng thú cho nên mới tới xem hoa lão ngài cũng tới làm tiết mục thần chiến à phương minh toàn hỏi hoa lão mỉm cười nói mỗi 10 năm một lần, đây là chuyên mục thần chiến thứ 13 của tôi trong không gian thứ hai tí hộ sở rồi, chỉ là người xem quá ít, có rất ít người biết, đã như vậy, sao Hoa lão ngài vẫn còn kiên trì làm chuyên mục này? Phương Minh Toàn có chút nghi ngờ hỏi, một người làm truyền thông, vậy mà kiên trì làm một chuyên mục không được mọi người quan tâm, chuyện này đã đi ngược lại mục đích thu hút khán giả của truyền thông rồi, tiền bối già như Hoa Bình, mỗi 10 năm một lần, làm hơn 10 kỳ tiết mục như vậy, cũng khiến cho Phương Minh Toàn cảm thấy rất kinh ngạc, thu hút khán giả tất nhiên là quan trọng, nhưng mà là một người làm truyền thông, tôi cảm thấy cũng có thể là một ít công tác đưa tin có ý nghĩa đối với nhân loại. Mặc dù nhân loại tham gia thần chiến trong không gian thứ hai tí hộ sở không có biểu hiện quá tốt, nhưng mà vẫn có rất nhiều điểm sáng, mỗi lần đều có không ít nhân vật thiên tài xuất hiện, bọn họ đang vì việc nhân loại quật khởi mà liều mạng, mà kệ thành bại, bọn họ đều là anh hùng của nhân loại. Hoa lão khe khẽ thở dài, lại tiếp tục nói, đáng tiếc hiện tại đại đa số người đều quá tập trung vào hiệu quả và lợi ích, tất cả đều dùng thành bại để luận anh hùng, ở sân khấu mà nhân loại lần lượt thất bại giống như vậy, cũng sẽ bị đại đa số người xem thường, không muốn nhìn thẳng vào thất bại, tiếp thu bài học thất bại. Tôi ghi chép lại những thứ này, cũng chỉ hy vọng có thể để cho người đến sau lúc tham gia thần chiến ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, có thể tra được một chút tư liệu hữu dụng. Phương Minh Toàn không khỏi nổi lên lòng kính trọng, người làm truyền thông giống như vậy, hiện tại thật sự là quá ít mặc dù là chính bản thân anh ta cũng không làm được tới loại trình độ này dù sao phương minh toàn cũng chỉ là một tiểu dân thị tình không có lý tưởng vĩ đại như vậy nhưng mà chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta kính nể hoa bình hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đợi thần chiến bắt đầu trừ bọn họ ra ở trong võ đạo tràng có thể giung nạp mười vạn người này cũng chỉ có mấy ngàn người quan chiến mà thôi những tí hộ giờ nhân loại khác phần lớn đều là như thế trừ một ít cơ cấu chính thức của liên minh và người tùy hứng, có rất ít người bình thường muốn xem trận đấu mà nhân loại chú định sẽ thất bại này. Mười năm đứng dưới không ai hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ vang, sùng bái anh hùng là bản tính của nhân loại, nhưng mà vô số lần thất bại trước khi anh hùng thành danh, lại không có ai muốn miệt mài theo đuổi, cho dù ở trong những truyền kỳ anh hùng đó, những thất bại kia cũng chỉ là một chút qua loa, là phụ gia để sáng dọi mà thôi. Thần chiến đã bắt đầu, người đứng đầu của các tí hộ sở, bao gồm cả nhân loại cùng dị linh, đều nhao nhao truyền tống vào bên trong võ đạo tràng cực lớn của thần chiến. Võ đạo tràng kia to lớn không thể tưởng tượng nổi, không biết đến cùng là có thể dung nạp được bao nhiêu người, mà võ đài bên trong cũng được trở thành vô số đài đấu nhỏ, có thể để cho vạn trận tỷ thí đồng thời tiến hành, mà nhân loại cùng dị linh ở trong không gian võ đạo tràng của thần chiến được phân tách ra, ai cũng không đến gần đối phương được, cũng không thể phát sinh xung đột ở bên ngoài võ đài, bởi vì nhân loại và dị linh dự thi thật sự là quá nhiều, muốn tìm được một người trong đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên Phương Minh toàn một mực xem bảng danh sách sắp xếp đấu chiến hy vọng có thể ở trong đó tìm được tên của kinh tệ hoa bình ở bên cạnh thì dùng bút ghi chép gì đó ở trên cuốn vở thoạt nhìn rất nghiêm túc thật sự đến rồi Phương Minh Toàn ở bên cạnh đột nhiên ngạc nhiên kêu lên thành tiếng, bởi vì y nhìn thấy ở trên danh sách đối chiến, vậy mà thấy được hai chữ kim tệ kia, Hoa Bình Nghi hoặc nhìn Phương Minh Toàn hỏi, cậu có bằng hữu tham gia lần thần chiến này à? Đúng thế, Phương Minh Toàn nhịn xuống vui mừng trong lòng nói, mặc dù anh ta cùng kim tệ chưa từng chân chính gặp mặt, cũng chưa từng nói với nhau câu nào, nhưng mà trong lòng của anh ta, kim tệ chính là bạn của anh ta, hơn nữa còn là bạn bè tốt nhất, loại cảm giác này không có cách nào hình dung, nhưng mà Phương Minh Toàn vẫn cho rằng như vậy, bạn của cậu ở trên võ đài nào Tôi giúp cậu nhìn xem đối thủ của cậu ta phải là dị linh hay không." Hoa Bình nói. Phương Minh Toàn vội vàng nói dãy số võ đài của Kim Tệ cho Hoa Bình. Phương diện này Hoa Bình là chuyên gia, chỉ ông ta mới có thể nhìn ra trước gì đó. Kim Tệ với Hắc Kim, vận may của bạn cậu không tốt đẹp gì, trận đầu đã gặp phải dị linh, Hắc Kim này là một dị linh hoàng tộc vô cùng mạnh mẽ, một thân áo giáp khó có thể tổn thương được, liền binh khí cấp thần huyết đều rất khó làm y bị thương. Sau khi Hoa Bình xem xong nói ra, chương 705, một quyền nổ nát Hoa Bình nói như thế. Phong Minh toàn liền không khỏi có chút bận tâm, y cũng không hy vọng kim tệ vừa lên đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Trong lúc hai người nói chuyện, chỉ thấy có hai người đã đi lên đài chiến đấu, một người trong đó thân cao trên ba thước, toàn thân được áo giáp màu đen bao phủ, khí thế cực kỳ kinh người, mỗi một cử động quả thực đều giống như là một con robot khủng bố do sắt thép đúc thành. Mà đối thủ đi tới từ một bên khác, mặc dù ở trong nhân loại cũng được coi như là có thể trạng hùng tráng, ăn mặc một thân áo giáp màu tím, nhưng mà ở trước mặt đối thủ của hắn liền có vẻ hơi đơn bạc. Sĩ Linh hắc kim kia hét lớn một tiếng, đầu búa trong tay y còn lớn hơn một chiếc xe hơi nhỏ nhảy lên thật cao đập một búa xuống Hàn Sâm, khi thế kia vô cùng cường hoành, giống như liền một ngọn núi nhỏ cũng có thể nện sụp đổ vậy. Phương Minh Toàn có chút khẩn trương nhìn Hàn Sâm ở trên đài, mặc dù lúc này Hàn Sâm đang mặc một bộ áo giáp màu tím, nhưng mà Phương Minh Toàn cảm thấy đối phương chính là kim tệ không hề sai, loại cảm giác này không có cách nào hình dung được, nhưng mà sự mạnh mẽ của dị linh hắc kim kia cũng khiến cho Phương Minh Toàn kinh hãi, y cũng là một tiến hóa giả, tự nhiên nhìn ra lực lượng kinh khủng của một chùi này, người bạn kia của cậu hình như phản ứng có chút chậm, hắn cũng là hệ sức mạnh ạ, à? hệ sức mạnh gặp phải hắc kim thì có chút thảm rồi hắc kim có lực lượng lớn vô cùng trừ phi là đỉnh cấp chiến đấu trong nhân loại am hiểu lực lượng còn có thể miễn cưỡng chiến một trận nếu không hoa bình còn chưa nói hết nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng Phùng minh toàn thấy kim tệ không trốn tránh cũng không chịu hồi ra binh khí tim không khỏi nhảy lên đến cổ rồi kim tệ tấn chức lên không gian thứ hai tí hộ sở chưa được mấy năm có lẽ thực lực còn chưa đạt tới trình độ đỉnh cấp trong nhân loại đối mặt với một đòn có lực lượng khủng bố như thế chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm rồi mắt thấy đầu chùy lớn của hắc kim đã sắp nện vào đỉnh đầu hàn sâm hàn sâm duỗi nắm tay phải ra trực tiếp đánh tới đầu chùy lớn màu đen ở trên đỉnh đầu kia hoa bình nhìn thấy cử động kia của hàn sâm không khỏi khẽ đắc đầu người bạn kia của cậu có chất lỗ mãng rồi lực lượng của dị linh hắc kim kia lời của hoa bình còn chưa nói hết quả đấm của hàn sâm đã đụng phải đầu chùy kinh khủng của hắc kim oành chỉ nghe một tiếng nổ vang đầu chùy kim loại đen kinh khủng kia vậy mà bị nắm đấm nổ nát hóa thành mảnh vỡ tứ tán vẩy ra đầy trời trong nháy mắt hoa bình cùng phương minh toàn đều ngây dại cơ hồ không có cách nào tưởng tượng trong nắm đấm kia đến cùng ẩn chứa lực lượng khủng bố gì tại có thể dùng một quyền đánh bể đầu chùy kim loại to lớn kia quả thực là không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là hoa bình bị trùng kích và rung động lớn nhất ông ta đã xem vài chục lần thần chiến rồi ấn tượng đối với dị linh hắc kim này vô cùng sâu sắc mặc dù không phải là chiến lược đỉnh cấp bên trong dị linh nhưng mà có lực lượng vô cùng mạnh mẽ hơn nữa còn có áo giáp không thể phá vỡ trong thần chiến trước đây có vài vị cao thủ nhân loại đều đã chết thảm hoặc bị trọng thương dưới cự trì của y rất nhiều binh khí cấp thần huyết đều bị cây trùy lớn kia đập nát nhưng mà hiện tại cây trùy lớn này lại bị một nhân loại dùng một quyền đánh đổ nát loại cảnh tượng này thực sự là quá rung động làm cho người ta không có cách nào tin tưởng nổi hoa bình ngơ ngác nhìn hàn sâm ở trên sàn đấu liền bút trong tay đều quên ghi chép trên võ đài hàn sâm dùng một quyền đánh nát cự trì, lực lượng như hồng hoa mãnh thú ở bên trong thân thể vẫn còn đang lao nhanh gào thét mắt thấy dị linh hắc kim ở phía đối diện đang lộ ra vẻ bất ngờ hàn sâm bước ra một bước lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xé rách không khí trong chốc lát đã đến trước mặt dị linh hắc kim trong máu thịt giống như dòng ngâm hổ gầm nắm tay phát ra tiếng vàng ong ong quái dị hướng về mặt của dị linh hắc kim đập tới dị linh hắc kim hét lớn một tiếng hai tay giao nhau bảo vệ ở trước mặt muốn ngăn lại một quyền này của hàn sâm oành áo giáp cánh tay đầu lâu trong nháy mắt bị đại luân bảo tượng quyền đánh nát máu tươi điên cuồng phun ra, thi thể đứt đầu gãy tay kia của dị linh hắc kim bị đập bay ra ngoài võ đài, bay ra xa hơn 10 mét, trực tiếp hóa thành một tia sáng tiêu tán. Điều này sao có thể? Hoa Bình đứng bật dậy, bút và vở trong tay đều rơi xuống mặt đất, trợn to mắt nhìn Hàn Sâm ở trên đài, trong mắt đều sắp trợn ngồi ra ngoài rồi, một quyền đánh chết, dị linh hắc kim mạnh mẽ như vậy, lại bị một quyền đánh chết, ngay cả một chút cơ hội đều không có, lực lượng như vậy không thể tưởng tượng nổi, hoa bình cơ hồ không thể tin được đây là lực lượng mà một tiến hóa giả nhân loại có thể phát ra. phương minh toàn thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thiếu chút nữa đã hô lên, anh ta cũng không ngờ kim tệ sau khi lên không gian thứ hai tí hộ sở vẫn bá khí như vậy, vậy mà một quyền đánh chết một dị linh hoàng tộc mạnh mẽ, thật sự khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. minh toàn, người nọ thật sự là nhân loại. sau khi hàn sâm xuống đài, hoa bình kích động bắt lấy tay của phương minh toàn hỏi, đúng vậy, nhất định là nhân loại, đó chính là kim tệ, ở trong liên minh vẫn có chút tên tuổi. phương minh toàn đều bị giật mình vội vàng nói thực là nhân loại chờ chút cậu để cho tôi xem một chút hoa bình nói năng đã có chút ít lộn xộn ở trên người sờ mấy cái không giờ thấy vở của mình nhìn thấy vở rơi ở trên mặt đất vội vàng nhặt lên một lần nữa mở vở ra hoa bình vừa nhìn danh sách đối chiến vừa vẽ vẽ ở trên mặt cuốn vở không biết đến cùng là đang làm gì muốn ở bút như bay hoa lão tiên sinh vẫn còn đang ở vào trạng thái hưng phấn mỗi lần ghi xuống một cái tên hoặc là vạch ra một đường thẳng khuôn mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn phúc minh toàn nhìn kỹ một chút xem hoa bình đang ghi gì ở trên cuốn vở thì ra là đang tính toán đối thủ đối chiến thoạt nhìn thì ông ta đang tính toán xem tiếp theo kim tệ sẽ gặp phải đối thủ như thế nào mười trận trong mười trận tiếp theo đối thủ của hắn sẽ không mạnh hơn hắc kim đây là một cơ hội mặt hoa bình đỏ lên tiếp tục hưng phấn vẽ tiếp hơn nữa vẻ hưng phấn trên mặt ông ta càng ngày càng đậm đã qua một hồi lâu hoa bình lại đột nhiên thoáng cái sững sờ vẻ hưng phấn cùng dáng tươi cười trên mặt thoáng cái đã không thấy đâu nữa có chút chán nản ngồi xuống ánh mắt có chút trống rỗng rồi từ mình lẩm bẩm quả nhiên vẫn không được quả nhiên vẫn không được hoa lão xảy ra chuyện gì thế vương minh toàn liền vội vàng hỏi anh ta cũng muốn biết rốt cuộc tình huống như thế nào vận may của người bạn kia của cậu xem như rất tốt đoạn đường này đánh tiếp không gặp phải đối thủ quá kinh khủng cho dù có một ít đối thủ mạnh hơn dị linh hắc kim nhưng vẫn có mấy phần cơ hội nếu như vận may tốt hơn một chút chưa nói không chừng còn có thể xông lên 10 vị trí đầu đáng tiếc hoa bình nói đến đây có chút chán nản thở dài một tiếng đáng tiếc ở trận chiến cuối cùng trước khi tấn trước thành thập đại thần tử hắn gặp phải một đối thủ mà nhân loại trước mắt căn bản không có khả năng chiến thắng đối thủ như thế nào phương minh toàn hỏi trong lần thần chiến thứ năm trước đó là vị quan trì thần tử đứng thứ 9 trong thập đại thần tử, mặc dù quan trì thần tử chỉ tham gia thần chiến một lần kia, nhưng mà lực lượng lại hết sức khủng bố, đó là nhân vật khủng bố mà nhân loại không có cách nào tưởng tượng, căn bản là đối thủ mà nhân loại hiện tại không thể chống lại, coi như là tiến hóa giả đỉnh cấp của nhân loại mở ra khóa gen, ở trước mặt của quan trì thần tử cũng sẽ trực tiếp bị đập chết, Hoa Bình cười khổ nói.